Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản của Phương. Và ngày hôm nay thì Phương đang có mặt tại một căn nhà rất là đẹp tại xã Vĩnh Thạnh của thành phố Nha Trang, một xã mà giáp ranh với trung tâm thành phố Nha Trang luôn. Và nó chỉ cách biển Nha Trang là chỉ có 3 km thôi anh chị. Đây là một căn nhà rất đẹp và hứa hẹn với chị là video này sẽ không làm anh chị thất vọng đâu. Một căn nhà 2 tầng với là 4 phòng ngủ ở phía bên trong và full nội thất rất là mới, rất là đẹp luôn. Thì video này Phương sẽ review chi tiết cho anh chị xem từng ngóc ngách ở bên trong căn nhà này. Và ngay bây giờ thì Phương sẽ cầm máy và quay chi tiết cho anh chị mình xem ha. Rồi, trước mắt anh chị là căn nhà mà nó được xây dựng là 2 tầng, rất là đẹp luôn. Và thiết kế này anh chị mình thấy là nó rất là trẻ trung luôn. Một cái thiết kế mà có cái mái thái giả ở phía trước khá là đẹp. Và căn nhà này được xây dựng là rất là kiên cố và đã có giấy phép xây dựng đầy đủ nha anh chị. Thì đây là một căn nhà với diện tích là 79,2m² với chiều ngang là 5m. Ở bên trong thì có 4 phòng ngủ cùng với phòng khách, phòng bếp là đầy đủ nội thất rất là đẹp. Và đặc biệt thì đường trước nhà là đường ô tô. Anh chị mình thấy trên màn hình là con đường ô tô nó rộng tới 6m anh chị. Một con đường rất lớn và xe ô tô thì chúng ta có thể đậu ở ngay trên con đường này luôn ha, không cần phải vào trong nhà đâu. Và căn nhà này thì sân của nó là cũng là sân không được thiết kế để đậu ô tô, bởi vì cái đường ở trước nhà thì đã rộng rồi thì người ta thiết kế như vậy luôn ha. Nhưng mà trước khi vào căn nhà thì Phương sẽ cho anh chị mình xem về khu vực xung quanh của căn nhà này để anh chị mình thấy là khu vực này nó đẹp như thế nào anh chị. Đây là một khu vực mà phải nói là đẹp nhất nhì ở xã Vĩnh Thạnh của thành phố Nha Trang này. Một xã thì là cách trung tâm thành phố Nha Trang là chỉ có 3 km thôi. Rất là gần, anh chị mình đi về trung tâm thành phố cũng như đi ra biển Nha Trang thì mất tầm khoảng đâu đó thì từ 3 tới 5 phút luôn là đã tới biển rồi. Và anh chị mình thấy là nhà cửa xung quanh thì toàn là những căn nhà 2 tầng, 3 tầng và được xây dựng rất là khang trang, rất là đẹp. Và cụ thể thì bên cạnh mình cũng đang có một căn nhà người ta đang xây dựng mới nè anh chị. Toàn là những căn nhà đẹp thôi. Khu vực này thì đặc biệt là những cái người mà ở trung tâm thành phố, người ta đã chuyển về đây sinh sống rất là nhiều. Và đây là những căn nhà của họ nè. Bởi vì ở trung tâm thành phố thì diện tích nhà thì nó khá là chật chội và ngột ngạt, do đó là rất là nhiều người ta đã chuyển về khu vực xã của thành phố Nha Trang này để có được là những cái căn nhà mà to rộng đẹp. Và ở đây thì rất là mát mẻ, yên bình, rất tuyệt vời luôn. Đó, thì bên cạnh căn nhà của mình là những căn nhà hàng xóm mà mình thấy là vô cùng là đẹp luôn. Và con đường này là con đường bê tông mà rộng tới từ 4 cho tới 6 mét và nó thông luôn nha anh chị. Rất là tuyệt vời. Thôi, Phương sẽ vào bên trong căn nhà để cho anh chị mình xem là về thiết kế và kết cấu ở bên trong nó có phù hợp với cái nhu cầu của mình hay không. Rồi sau đó Phương sẽ cho anh chị mình xem về cái đường đi và khu vực dân cư xung quanh cách chi tiết hơn để chị mình hình dung rõ ha. Rồi, và vào bên trong căn nhà thì Phương sẽ nêu cái thông tin chi tiết của căn nhà này luôn anh chị. Đây là một căn nhà mà có diện tích là 79,2m² và full thổ cư. Và được xây dựng thì có giấy phép xây dựng đầy đủ rồi. Và nó được thiết kế là 4 phòng ngủ ở phía bên trong với 2 nhà vệ sinh. Thì tại tầng 1 này sẽ có là 1 phòng ngủ và tại tầng 2 là sẽ có 3 phòng ngủ nữa. Và nhà vệ sinh là nhà vệ sinh chung, mỗi tầng thì có 1 nhà vệ sinh nha. Và căn nhà này thì hiện nay Phương báo giá ở đầu video luôn. Chủ người ta đang để lại với giá chỉ là 2.750.000.000 cho một căn nhà 2 tầng tuyệt vời như thế này. 2.750.000.000 với một căn nhà đầy đủ nội thất như thế này mà rộng đẹp, sang trọng như thế này thì một mức giá rất là hợp lý luôn anh chị. Rồi thì bước qua cái khoảng sân này thì chúng ta sẽ thấy là đây là một khoảng sân để xe máy thôi, không phải được thiết kế để ô tô. Bởi vì trước nhà này thì là cái đường nó đã rộng rồi thì người ta đã xác định là sẽ để ô tô ở trước đường này, cho nên là nhà này thì người ta thiết kế sân để xe máy thôi, để không gian ở bên trong nhà nó được rộng rãi nhất có thể ha. Và vào bên trong căn nhà thì mình sẽ thấy là một phòng khách phải nói là rất là rộng rãi luôn anh chị, quá là đẹp luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một phòng khách rộng và với một cái bộ ghế sofa ở đây rất là mới, và cùng với các cái trang thiết bị đầy đủ để giải trí tại cái phòng khách này. Tivi, loa đài, các kiểu rất là đẹp. Và ở chính giữa phòng khách này sẽ là một cái cầu thang để đi lên tầng trên. Và phía sau cầu thang này thì là một không gian bếp. Và nội thất ở trong căn nhà này thì phải nói là đã được bố trí đầy đủ cả rồi. Tại không gian bếp này thì mình sẽ có là một cái dàn bếp với tủ bếp trên dưới là rất là mới và đầy đủ.
Bếp ở đây thì là bếp ga và bên trên thì là có máy hút mùi. Với dàn tủ bếp trên dưới như thế này thì chúng ta có thể là để đầy đủ các cái trang thiết bị để làm bếp ở trong này, không có sợ mà thiếu không gian ha. Phía trước này sẽ là một cái bộ bàn ăn 4 ghế và đây là một cái cũng là mẫu bàn ăn đời mới, rất là đẹp. Phía bên trong cái tủ này thì người ta đã khéo léo sắp xếp một cái máy lọc nước và một cái tủ lạnh ở đây là khá là to luôn. Đó, anh chị hãy cùng nhìn lại về cái không gian của dàn bếp này và hướng nhìn ra phòng khách ha. Không gian rất là rộng rãi luôn. Và phía sau dàn bếp này thì sẽ là một phòng ngủ. Căn nhà này thì sẽ có phòng ngủ ở dưới tầng trệt, rất là thích hợp đối với những cái gia đình mà mình có người lớn tuổi ha, khỏi phải leo trèo cầu thang cho nó vất vả. Thì đi vào cái phòng ngủ này chúng ta sẽ thấy là một cái phòng ngủ là khá là rộng và trang thiết bị ở phía bên trong này người ta đã bố trí đầy đủ cả rồi và nó rất là mới, rất là sang trọng luôn anh chị. Sẽ có một chiếc giường ngủ ở phía dưới đây với chăn ga gối nệm đầy đủ, và phía bên tường kia là sẽ có một cái tủ quần áo, tất cả đều là trang thiết bị mới cả, tivi, máy lạnh, tất cả đầy đủ. Và phía sau cái phòng ngủ này thì sẽ là một cái nhà vệ sinh chung của cái tầng 1 này. Thì đối với căn nhà này thì người ta chỉ thiết kế là hai nhà vệ sinh, ở dưới tầng 1 này là một cái và trên tầng 2 là một cái, và mọi người ở trong gia đình này thì sẽ sử dụng những cái nhà vệ sinh chung này ha. Đây là một cái nhà vệ sinh mà cũng không gian cũng khá là rộng, ở bên trong kia là sẽ có phòng tắm đứng và phía bên ngoài này là lavabo ha. Và phía sau căn nhà này thì sẽ là cái không gian trống. Ở phía sau này thì là còn những cái lô đất khác mà người ta chưa xây dựng cho nên là hiện nay nó còn trống. Thì gió vào trong nhà này rất mát luôn chị. Người ta đã thiết kế một cái cửa sổ ở phía sau nhà như thế này để gió lưu thông từ trước ra sau. Và cái không gian mà anh chị mình xem là những cái căn nhà mà hàng xóm của mình ở phía sau kia, nó cũng rất là khang trang luôn. Nói chung cái khu vực này, toàn bộ những cái căn nhà ở khu vực toàn bộ những căn nhà ở khu vực này thì đều là thiết kế và xây dựng rất là đẹp, rất là mới mẻ sang trọng. Khu vực đây là dân cư rất là văn minh nha anh chị. Rồi bây giờ thì Phương sẽ đưa anh chị lên tầng 2 và bước lên cái cầu thang này thì mình sẽ thấy đây là một cầu thang thiết kế rất đẹp. Tay nắm bằng gỗ nè, mặt kính cường lực ở phía bên hông và cái mặt bước chân đi thì là ốp đá màu đen rất là đẹp. Và đây cầu thang khá rộng anh chị. Chiều rộng của nó là tầm khoảng là 1m1, 1m2, rất rộng rãi luôn. Thì bước đi trên này cảm thấy là khá là thoải mái. Căn nhà này thì được xây dựng rất là kiên cố nha anh chị. Đây là một căn nhà xây dựng để ở chứ không phải là để bán đâu. Nhìn cái xây dựng thì nhìn về cái chất lượng công trình thì mình sẽ cảm nhận được rằng đây rõ ràng là một căn nhà xây dựng để ở, nhìn nó rất là kiên cố. Đó, bước lên tầng 2 này thì nhìn về phía bên trái chúng ta sẽ thấy là hai cái phòng ngủ cùng với không gian giặt phơi ở phía sau kia. Còn phía bên phải đây tức là khu vực trước nhà thì đó là một phòng ngủ thứ ba. Đây, Phương sẽ vào cái phòng ngủ ở phía trước nhà. Đây là phòng ngủ master để cho anh chị mình xem ha. Cái không gian ở trong phòng ngủ này thì rất là rộng luôn. Đây là phòng ngủ master mà. Trong phòng ngủ này thì cũng đã được bố trí đầy đủ các cái trang thiết bị để mà chúng ta sử dụng nè. Ở đây có một cái chiếc giường rất là lớn đặt ở vị trí trung tâm. Và phía bên này sẽ là tủ trang điểm nè. Kia là kệ để đồ. Và cái tường của cái phòng ngủ này người ta đã ốp da anh chị ạ. Ốp da màu nâu kem rất là đẹp. Và phía bên này sẽ là một cái tủ quần áo cũng rất là mới. Tủ này cũng khá là lớn luôn đó. Nhìn ở trong video như thế này thôi chứ mà ngoài thực tế là nó rất là lớn. Đó, thì phòng ngủ này là cũng có đầy đủ trang thiết bị luôn nha. Có tivi và kệ để đồ. Đầy đủ không thiếu một cái thứ gì cả. Anh chị nào mà mình sở hữu căn nhà này thì là mình có thể sử dụng ngay luôn. Không phải mua sắm thêm cái trang thiết bị chính gì cả. Mình chỉ việc bố trí thêm những cái vật dụng mà mang tính trang trí cá nhân hóa cho nó đẹp, cho nó chi tiết hơn theo cái ý thích của mình thôi ha. Đó, phòng ngủ này thì là sẽ có cửa sổ và cái cửa ban công để mở ra cái ban công ở phía trước. Và khi mà ra đứng trước cái ban công này thì Phương cảm thấy đây là một cái khu vực rất là rộng rãi và gió rất là mát luôn. Đứng tại đây thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Đó, mình có thể quan sát được không gian ở xung quanh, nhìn thấy làn xóm xung quanh ha.
và nhìn xuống cái con đường trước nhà mình đây, thì đây là một con đường bê tông mà nó thông nha. Đó, nó đi từ đường chính ở phía ngoài kia, đó, cua vào trong này, đó, và đi ngang qua trước nhà mình thì nó sẽ tiếp tục đi thông. Đây là khu vực đường Gò Ngựa của xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang. Cái tên của nó là đường Gò Ngựa. Và con đường này thì là xuất phát từ bên hông trường Lương Thế Vinh, một cái ngôi trường cấp 2 ở tại khu vực xã Vĩnh Thạnh này, một ngôi trường chính đó. Thì anh chị mình có con em mà mình cho đi học thì sẽ học tại trường Lương Thế Vinh này. Và con đường này thì nằm bên hông trường Lương Thế Vinh và mình đi thẳng vào trong này. Đây là khu vực khu dân cư phía sau trường Lương Thế Vinh ha. Khu vực này thì anh chị mình mà có con cái ở đây thì mình cho đi học rất là gần. Tại vì trường với chợ ga của xã Vĩnh Thạnh, cái khu chợ chính và cùng với lại ủy ban nhân xã thì tất cả nó nằm chung ở một chỗ luôn. Cho nên là mình di chuyển rất là thuận tiện, và ở đây mà cho con đi học thì chỉ cần đạp xe đạp là ra tới trường rồi. Rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ thì Phương sẽ đi ra ở phía sau của tầng 2 này. Thì phòng ngủ ở phía trước này là một cái phòng ngủ master rất rộng rồi. Và phía sau này còn tới 2 phòng ngủ nữa. Thì tổng cộng căn nhà này có 4 phòng ngủ mà. Thì bước vào cái phòng ngủ thứ 3 này thì là anh chị mình sẽ thấy là cũng đầy đủ nội thất, giống như những cái phòng ngủ trước, cũng có đầy đủ là tủ, giường, tivi, máy lạnh. Và nội thất ở đây thì rất là mới mẻ và rất đẹp anh chị. Nhà này thì chủ nhà người ta ít ở lắm, chủ nhà người ta ở nước ngoài cho nên là người ta ít có sử dụng, cho nên là toàn bộ những cái trang thiết bị ở trong nhà này thì mình thấy là nó còn rất là mới. Đây, Phương sẽ vào bên trong để cho anh chị mình xem. Phòng ngủ khá là đẹp luôn. Căn nhà 4 phòng ngủ như thế này thì đối với một gia đình mà có 2 vợ chồng cùng 2 con nhỏ, thậm chí là cùng với bố mẹ nữa thì mình sử dụng rất là rộng rãi và rất là dư dả luôn anh chị. Đây, và phòng ngủ thứ 4 là phòng ngủ cuối cùng ở trong căn nhà này. Thì đây là một cái phòng ngủ mà còn dư, cho nên là chủ nhà này trước đây người ta chưa có sử dụng, cho nên là người ta chưa có bố trí nội thất. Đây là một phòng ngủ trống ha. Anh chị mình mua mà nếu mà có nhu cầu sử dụng phòng này thì mình có thể là bỏ nội thất vào để mình sử dụng. Còn nếu mà cảm thấy phòng này nó cũng dư rồi thì đây có thể là một cái phòng kho để anh chị mình có thể chứa những cái vật dụng cần thiết. Và đi ra sau cái phòng ngủ này chính là cái không gian cuối cùng ở trong căn nhà này, thì sẽ là cái khu nhà vệ sinh tại tầng 2 này. Thì nhà vệ sinh này thì nó cũng giống như nhà vệ sinh ở tầng 1 thôi, cũng thiết kế cũng y chang nhau, cũng có phòng tắm đứng ở phía trong kia, và ở ngoài này là lavabo rất là thoáng mát rộng rãi luôn. Thì ở nhà này thì người ta sử dụng tới 2 cái máy giặt luôn. Và toàn bộ những cái nội thất trang thiết bị ở phía bên trong nhà này thì chủ nhà người ta sẽ để lại toàn bộ ha. Tất cả những gì mà anh chị mình nhìn thấy ở trên video này thì sẽ để lại toàn bộ, không lấy đi một cái thứ gì cả nha. Rồi, thì bây giờ nội dung ở bên trong căn nhà thì Phương đã giới thiệu xong. Bây giờ thì Phương sẽ giới thiệu không gian ở phía bên ngoài, đường đi và khu vực xung quanh để cho mình xem thử là cái không gian ở khu vực này nó sẽ như thế nào ha. Và bây giờ thì Phương đã đứng ở phía dưới căn nhà này rồi. Thì Phương sẽ chạy đi một vòng ở khu vực xung quanh này để cho anh chị mình hình dung rõ về khu vực xung quanh của căn nhà này nó như thế nào ha. Thì đây là một căn nhà nằm tại đường Gò Ngựa của xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang. Một cái địa danh tên đường khá là độc đáo ha. Khu vực xung quanh này là sẽ là những cái căn nhà mà rất là khang trang, rất đẹp anh chị. Thì những cái người dân mà sống ở khu vực này thì toàn bộ là đều là người ở dưới trung tâm thành phố Nha Trang, và người ta đã chuyển nhà lên khu vực này người ta sinh sống ha. Bởi vì ở trung tâm thành phố thì cái diện tích nhà khá là chật hẹp, không gian sống thì rất là ngột ngạt, cho nên là một số người người ta đã sống lâu rồi và người ta muốn đổi không khí thì người ta sẽ về đây khu vực mà xã của thành phố Nha Trang để mà mình ở tại những căn nhà mà có diện tích rộng rãi và khu vực xung quanh thì là mát mẻ yên bình như thế này để rất là tuyệt vời. Thì đó, Phương sẽ đi một vòng để anh chị mình thấy là cái con đường ở trước nhà này và kết nối ra khu vực xung quanh là đều là đường ô tô, đường thông, và cái khu dân cư rất là khang trang, rất là đẹp và rất là văn minh luôn. Và chỉ cần đi vài bước chân thôi là mình đã ra tới đường Gò Ngựa rồi. Thì từ đây mà mình đi ra tới trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh là chỉ có 200m thôi anh chị. Mỗi con đường thẳng di chuyển tới tận nơi luôn. Và trường Lương Thế Vinh thì nó sẽ nằm ở mặt tiền đường trung tâm xã Vĩnh Thạnh. Và từ đó thì mình tiếp tục đi vẫn chỉ có là 150m nữa là đã ra tới chợ ga của xã Vĩnh Thạnh rồi. Một cái khu chợ mà khá là nổi tiếng. Và chợ ga này thì cũng nằm ở ngay tại đường mặt tiền đường 23 tháng 10 luôn.
thì từ đó mình sẽ đi về trung tâm của thành phố Nha Trang là chỉ có 2 km nữa thôi. Đó, thì Phương chỉ chạy vài bước chân thôi đã ra tới trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh nè anh chị. Đây là phía sau của trường, mình nhìn thấy rõ ràng ha. Đó, và ở phía trước của trường kia thì chính là đường trung tâm xã, mà xe hơi người ta đi qua đi lại đó. Một khoảng cách di chuyển rất là thuận tiện luôn anh chị. Chỉ đi vài bước chân thôi là đã ra tới trường Lương Thế Vinh rồi đây nè. Đó, xe hơi người ta đang cua vào từ đường trung tâm và Phương sẽ chạy ra tới chợ ga luôn cho anh chị mình xem là khoảng cách nó gần gũi như thế nào ha. Thì đây là đường Gò Ngựa nè, phía bên trái con đường thì là trường Lương Thế Vinh và phía bên phải chính là nhà văn hóa thôn Phú Vinh. Đây, và bây giờ thì đã ra tới đường trung tâm của xã Vĩnh Thạnh rồi. Thì anh chị mình, nếu mà anh chị mình ở gần thì mình đã biết rõ trường Lương Thế Vinh là như thế nào rồi. Còn anh chị mình ở xa thì cũng có thể là chưa biết, do đó thì cũng sẽ ghi hình cho anh chị mình thấy luôn ha. Đây là trường trung học cơ sở, là một trường cấp 2. Và kế bên cạnh của nó trước kia chính là trường cấp 1. Thì toàn bộ trường học ở khu vực này đều tập trung tại đây. Và nó cách căn nhà của chúng ta thì chỉ có 200 mét thôi. Di chuyển rất là thuận tiện luôn. Con cái mình ở đây thì mình chỉ cần đạp xe đạp thôi là cũng đi học được nữa. Rồi thì từ con đường này, từ ngôi trường này, mình sẽ đi ra tới chợ ga xã Bình Thạnh. Thì từ đây mà di chuyển ra tới chợ ga thì qua cua ở phía kia là chợ ga rồi chị, và ở đó cũng là 23 tháng 10 luôn. Khoảng cách di chuyển là khá thuận tiện luôn. Thì chợ ga với lại ủy ban dân xã là nằm ở sát nhau luôn đó. Thì trên con đường đi ra thì mình còn đi qua cái trường mầm non của xã Bích Thạnh nữa chị. Đó, mọi tiện ích mà coi như học tập ở đây thì là nó đều nằm ở gần căn nhà của mình luôn, rất tuyệt vời ha. Rồi thì đã tới ủy ban dân xã rồi đây này, và phía trước kia chính là chợ ga, là đường 23 tháng 10 rồi. Khu vực này thì là khu vực chợ mà, cho nên là người ta là kinh doanh buôn bán rất là đông đúc và sầm uất luôn. Anh chị thấy này, rất đông đúc luôn. Đây chính là chợ ga rồi nha. Và phía trước kia chính là đường 23 tháng 10 rồi. Một căn nhà mà rất là thuận tiện cho cái việc di chuyển học hành cũng như là đi chợ, đi làm các thủ tục hành chính, rất tuyệt vời luôn. Và với mức giá là chỉ có 2.750.000.000 thôi, trong căn nhà khang trang đẹp đẽ, thấy là rất tuyệt vời ha anh chị. Đây chính là đường 23 tháng 10 rồi nha anh chị. Rồi thì bây giờ thì Phương sẽ quay lại căn nhà của mình và tổng kết video này lại cho anh chị mình ha. Vừa rồi thì Phương đã giới thiệu với anh chị toàn bộ những cái gì hiện có ở bên trong căn nhà này và toàn bộ khu vực xung quanh. Ở khu vực xung quanh căn nhà này thì anh chị mình đã hình dung được rõ ràng về khu vực này rồi. Thì cuối video Phương xin tổng kết lại nội dung của căn nhà ngày hôm nay. Đây là một căn nhà 2 tầng với thiết kế là 4 phòng ngủ ở phía bên trong, 2 nhà vệ sinh, và với diện tích là 79.2 m² và đã có giấy phép xây dựng hoàn chỉnh rồi nha anh chị. Thì đây là một căn nhà thuộc xã Vĩnh Thạnh của thành phố Nha Trang, và nó cách trung tâm thành phố Nha Trang là chỉ có 2-3 km thôi, và nó cách trường học, chợ ga cũng như là ủy ban dân xã là mỗi cái tiện ích xung quanh đây là chỉ có từ 200-300 m, cái vị trí rất là gần, và đường thì đường ô tô thông thuận tiện như thế này sẽ rất tuyệt vời để anh chị mình có thể định cư ở đây cho con em đi học. Và với một cái mức giá hiện nay là chỉ có 2.750.000.000 thôi, một cái mức giá Phương cảm thấy là rất là hợp lý. Anh chị mình nếu mà muốn tìm kiếm một căn nhà ở thành phố Nha Trang để tận hưởng cái không gian sống tuyệt vời tại thành phố biển xinh đẹp này thì đây sẽ là một căn nhà rất thích hợp đối với anh chị ha. Và anh chị nào mình cảm thấy căn nhà này nó phù hợp với mình thì mình hãy kết nối trực tiếp với Phương ha. Còn nếu mà mình xem cảm thấy căn nhà này nó chưa phù hợp thì hãy để lại cho Phương một like với một đăng ký kênh, và hãy đón xem những video tiếp theo Phương sẽ gửi tới anh chị những cái bất động sản hay đẹp như thế này.